Trường Giang bị chỉ trích vì phát ngôn kém duyên khi cố tình gài Sơn Tùng MTP tham gia 2 ngày 1 đêm bằng mọi giá. Trở lại mùa 2 trong sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả, show thực tế 2 ngày 1 đêm tiếp tục là chương trình ăn khách bật nhất trên truyền hình lẫn YouTube. Mới đây trong một cảnh quay hậu trường, dàn cast bất ngờ bàn tán rầm rộ về loạt khách mời hot hit hy vọng sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của 2 ngày 1 đêm. Ngoài niềm yêu thích đặc biệt dành cho Mỹ Tâm, các thành viên cũng được dịp ú ớ khi mà Trường Giang nhắc đến Sơn Tùng MTP. Nghe đến cái tên ca sĩ hot nhất showbiz Việt, 6 thành viên đã hào hứng ra mặt. Tuy nhiên, Lê Dương Bảo Lâm đã ngay lập tức hoài nghi, chắc Sơn Tùng không tham gia đâu. Phản bác ý kiến của Dương Lâm, Trường Giang nói chắc như đinh đóng cột, nếu là chương trình khác không tham gia chứ chương trình này chắc chắn sẽ tham gia, bởi vì chương trình mình có phần quảng bá du lịch, cảnh đẹp đất nước cho bạn bè quốc tế, đó là nhiệm vụ cao cả. Tùng cũng là một người Việt mà, cương vị là một công dân, một nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng thì Tùng nhất định sẽ tham gia. Bên cạnh đó thì Trường Giang cũng liên tục nhắc đi nhắc lại hai từ sứ mệnh và trọng trách của Sơn Tùng khi đến với 2 ngày 1 đêm sẽ giúp quê hương phát triển hơn. Thậm chí dàn cast còn đưa ra ý tưởng sẽ mời hai anh em của Sơn Tùng và Mono về ghi hình tại quê hương Thái Bình. Việc Trường Giang khẳng định 100% Sơn Tùng sẽ tham gia 2 ngày 1 đêm ban đầu khiến các fan sếp vô cùng phấn khích. Vì nếu đây là sự thật thì có lẽ đây là show thực tế hiếm hoi mà nam ca sĩ góp mặt trong suốt hơn một thập kỷ làm nghề. Tuy nhiên, bên cạnh những ủng hộ, không ít netizen cũng cho rằng đây là điều hy hữu khó có thể xảy ra do Sơn Tùng vốn đã có những quy tắc làm việc riêng từ trước đến nay. Theo ý kiến của phần đông cư dân mạng, hầu hết đều cho rằng Sơn Tùng MTP đã và đang biết cách mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc của mình. Mặt khác, số tiền cachet của giọng ca gốc Thái Bình thuộc hạng khủng, vì thế chương trình gần như rất khó để có thể mời anh tham gia. Không những vậy, mọi người đều tỏ ý không hài lòng với cách dẫn dắt cố ý gài hàng của Trường Giang khi mà nhắc đến Sơn Tùng MTP.